Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày tháng 9 năm 2020 và tiếp tục trong video clip ngày nay là một video clip giới thiệu sản phẩm thì nhà em vừa hoàn thiện xong một bộ đồ thờ bằng chất liệu gỗ mít. Đây trước mặt quý là hình ảnh tổng thể đây, và bao gồm một chiếc sập thờ tứ linh chân 22 và một bộ cuốn thư câu đối. Tất cả là đều sử dụng chất liệu gỗ mít quý vị nhá. Bộ sập thờ này nhà em làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở tại thị xã Phú Thọ. Hôm nay thì đã hoàn thiện xong rồi. Trước khi bàn giao cho khách hàng thì em có quay lại một cái video clip làm kỷ niệm như là để giới thiệu đến mọi người. Ai những ai đang quan tâm đến đồ thờ thì có thể tham khảo và xem cái video clip này. Chiếc sập này thì có kích thước là dài là 1m97, cao là 1m17, sâu là 97. Chân, kích thước chân là chân 22. Rất là to quý vị nhé. Kích thước chân 22. Có đủ chạm là trên là đầu lân, dưới là nghê chầu, bốn chú nghê chầu. Chân 22 gỗ mít rất là đẹp. Phần dạ chính là được đục chạm thủ công bằng tay. Chính giữa là đầu hổ phù, hai bên là có hình ảnh long ly quy phượng, là có phượng và nghê như là có chú rùa. Một mẫu thì cũng khá là giới thiệu khá là nhiều rồi. Phần cổ sập thờ là có đục chạm nghê chầu cuốn thư kết hợp với bầu rượu giải lụa, như là những trái đào hay là những chi tiết nhỏ như là cái 5 đồng tiền này, tượng trưng cho tài lộc hay là sự trường thọ, những chi tiết nhỏ rất là ý nghĩa. Đây, bên này phần ván mặt đây, ván mặt rất là đẹp, ván mặt gỗ mít ta nhé. Cam kết là 100% là chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít quê tại Phú Thọ. Ngoài ra phía trên này thì có một bộ cuốn thư câu đối. Đây là hình ảnh chiếc cuốn thư. Chiếc cuốn thư này có kích thước là dài 1m97 và cao là 97, được đục chạm cái mẫu là mẫu phượng hóa. Hai bên này có hay còn gọi là mẫu hồng trị quý vị nhé. Hai bên này có bông hoa hồng. Sản phẩm này được thiếp vàng ba chữ Đức Lưu Quang. Trong tiếng Hán thì chúng ta hay đọc ngược lại thì viết ngược lại là Quang Lưu Đức. Bên dưới là có rơi ngậm đồng tiền tượng trưng cho phúc lộc. Hai bên là có hình ảnh thanh kiếm và cây bút là tượng trưng cho cái hình ý nghĩa là văn võ song toàn của người quân tử, cái đức tính tốt của người quân tử ngày xưa. Vô cùng là ý nghĩa, những cái sản phẩm đồ thờ này, những cái hoa văn đục chạm thì rất là ý nghĩa quý vị nhé. Còn ngoài ra hai bên thì là có đôi câu đối phượng hóa. Đôi câu đối phượng hóa, một bên là tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh, và một bên là bên này là tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh đấy nhá. Bên này là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Tất cả là đều là những lời gian dạy của ông bà tổ tiên để lưu truyền lại cho con cháu những cái đức tính tốt đẹp. Ý nghĩa là thờ phụng tổ tiên thì mới muôn đời thịnh vượng, con cháu ngoan hiền vạn đại vinh, muôn đời vinh. Còn ở ý nghĩa cái chữ ở phần cuốn thư kia là Quang Lưu Đức, thì có nghĩa là đức độ thì sẽ tỏa sáng muôn đời, vô cùng ý nghĩa. Để em quay lại một lần nữa tổng thể của sập thờ cũng mít cho quý vị khách hàng tham khảo được. Rất là đẹp, thì trưng bày phòng thờ thì cực kỳ là đồ sộ với mỗi sập thờ chân 22 này quý vị nhé. Kết hợp với một chiếc sập ngồi dưới này thì là vô cùng đẹp luôn. Quý vị nào tham khảo hoặc có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp tới cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám, có địa chỉ tại xã Văn Cúc, Đồng Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 51086, website đogotungtam.com. Đó là thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ. Đây, em zoom lại màn hình, quý vị nào quan tâm hãy chụp lại thông tin liên hệ này. Clip đã khá dài rồi và ngay sau đây thì em sẽ chuẩn bị để bốc xếp cái bộ sập thờ này lên xe bàn giao cho khách hàng. Xin kết thúc video clip tại đây. Ok, xin chào mọi người.